Kính thưa thầy chủ tọa đoàn, kính thưa các quý thầy cô, các anh chị. Sau đây em xin phép được thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo một vấn đề về kết quả nghiên cứu nội soi phế quản siêu âm trong chẩn đoán các cái tổn thương khối trung thất. Như chúng ta đã biết, các cái tổn thương khối trung thất có thể có phổi hoặc là có thể có hạch trung thất thì thường trong lâm sàng chúng ta hay gặp và có thể có gặp những cái vấn đề khó khăn trong chẩn đoán, và các cái phương pháp chẩn đoán xâm lấn ví dụ như phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết hoặc là nội soi trung thất để chẩn đoán. Tuy nhiên những cái kỹ thuật này thì cũng có tính xâm lấn nhiều, và với cái kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm sinh thiết xuyên thành khí phế quản thì đây là một cái kỹ thuật xâm lấn tối thiểu trong chẩn đoán và đánh giá các giai đoạn ung thư phổi và chẩn đoán các tổn thương trung thất mà có tiếp giáp với đường thở, để đánh giá các giai đoạn ca phổi đi căn hạch trung thất thì bằng phẫu thuật thì ngày nay thì sẽ ngày càng ít sử dụng do cái xâm lấn nhiều và mặc dù cái biến chứng ít, tuy nhiên thì các biến chứng thì thường là nặng, và ngày nay thì cái nội soi phế quản siêu âm thì cho phép xác định chính xác các tổn thương trung thất phổi mà có tiếp giáp với các thành khí phế quản và cho phép lấy mẫu chính xác và đủ số lượng. Và các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy cái kết quả nội soi siêu âm thì nó có cái giá trị tương đương với cả nội soi trung thất, và đặc biệt là nội soi IBERT, nội soi phế quản siêu âm sinh thiết xuyên thành khí phế quản cho phép ta có thể quan sát và lấy mẫu ở các cấu trúc hạch nhóm 2, 4, 7, 10 và thậm chí cả 11. Và các nghiên cứu trên thế giới cũng đã chứng minh rằng các độ nhạy, độ đặc hiệu của IBERT TBNA trong chẩn đoán ung thư phổi đi căn hạch là trên 90%, độ đặc hiệu 100%. Và đối với trong các bệnh lý hạch như sarcoido thì kết quả dao động từ 54-93%, trong cái lao hạch trung thất thì khoảng 85%. Chính vì vậy, và hiện ở Việt Nam hiện nay thì cái nội soi phế quản siêu âm thì cũng là kỹ thuật mới và được chỉ ở một số các cái đơn vị lớn là được triển khai, và còn ít các nghiên cứu báo cáo. Chính vì vậy chúng em báo cáo cái nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả của nội soi phế quản siêu âm trong chẩn đoán các tổn thương trung thất. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì đối tượng nghiên cứu của chúng em thì bao gồm có 58 bệnh nhân có các tổn thương trung thất mà có tiếp giáp với các thành khí phế quản. Về phương pháp nghiên cứu thì nghiên cứu mô tả cắt ngang tuyến cứu trên 58 bệnh nhân. Bệnh nhân được nội soi phế quản siêu âm từ tháng 6 năm 2019 cho đến tháng 8 năm 2020. Sau khi các bệnh nhân đã được khám và xét nghiệm sàng lọc lâm sàng trước thì được tiến hành nội soi phế quản siêu âm sinh thiết hút xuyên thành phế quản các tổn thương bằng máy nội soi siêu âm của hãng Wilput BF UC180F. Thì các bệnh phẩm sinh thiết sẽ được làm tại phẫu bệnh và các xét nghiệm vi sinh. Còn trong những trường hợp mà nội soi phế quản siêu âm không chẩn đoán được thì một số trường hợp mà không tương xứng với lâm sàng thì sẽ được làm các phương pháp khác ví như nội soi lồng ngực sinh thiết hoặc là sinh thiết phổi. Thì kết quả IBERT sẽ được phân làm hai nhóm, nhóm tổn thương ác tính và nhóm lành tính. Các kết quả chẩn đoán xác định cuối cùng thì được dựa trên kết quả của nội soi siêu âm và nội soi lồng ngực phẫu thuật phổi và một số trường hợp theo dõi lâm sàng sau 6 tháng. Về xử lý số liệu thì bằng các phần mềm thống kê. Trong nghiên cứu của chúng em thì sử dụng cái máy nội soi IBERT của hãng Wilput và các kim để lấy bệnh phẩm chúng em sử dụng chủ yếu là các kim V-Shot 2 kích thước khoảng 21 hoặc 2G, thì tùy theo cái vị trí tổn thương thì chúng em sẽ lựa chọn các kim 21 hoặc 22G để sao cho thuận lợi trong quá trình lấy bệnh phẩm. Về kết quả và bàn luận thì về đặc điểm lâm sàng thì trong nghiên cứu của chúng em thì chủ yếu là gặp ở nam giới là 38 trường hợp chiếm 65,5%, còn nữ là 20 trường hợp chiếm 34,5%. Về tuổi trung bình thì khoảng 53,7 tuổi và thấp nhất là 16 tuổi, cao nhất là 77 tuổi. Thì cái trường hợp 16 tuổi chúng em là gặp trong trường hợp lao hạch trung thất của trẻ em. Về các triệu chứng lâm sàng thì chúng em chủ yếu là gặp các cái triệu chứng cơ đang là chính thôi. Thì chủ yếu là các cái triệu chứng đau ngực và ho khạc đờm. Thì điều này cũng lý giải là do chủ yếu trong các cái
trong nghiên cứu của chúng em chủ yếu là các cái tổn thương khối hạch trung thất và nó có kích thước nhỏ cho nên là nó chưa gây các cái tổn thương, các cái chèn ép và có các cái biểu hiện của các cái triệu chứng nhức thể. Về kết quả nội soi siêu âm thì kích thước trung bình của tổn thương chúng em là 2,49 cm và kích thước nhỏ nhất là 1 cm và lớn nhất là 5 cm. Về vị trí nhóm hạch thì trong nghiên cứu của chúng em gặp chủ yếu là cái nhóm hạch số 7 là chiếm tỷ lệ cao nhất là 65,5% và cái nhóm hạch 4R là 50%, còn các nhóm hạch khác thì ít gặp hơn. Thì kết quả của chúng em cũng tương tự như kết quả của tác giả Okta, Kiro và Cộng sự năm 2015. Về kết quả chẩn đoán thì đối với bệnh ác tính thì qua nội soi siêu âm thì chúng em chẩn đoán được 15 trên tổng số 10, có 19 trường hợp. Trong đó chủ yếu là chẩn đoán được các cái trường hợp ung thư phổi, còn hai cái trường hợp u lympho và u tuyến ức thì chúng em không chẩn đoán được qua nội soi. Và điều này cũng có thể là do cái kích thước mẫu bệnh phẩm qua nội soi nó nhỏ hơn và có thể là do cái các cái nhà tại phẫu bệnh bên em không chuyên khoa về cái các cái bệnh lý về u lympho hoặc là u tuyến ức thì cũng sẽ khó khăn trong vấn đề chẩn đoán. Còn về các cái bệnh lành tính thì trong cái thì qua nội soi siêu âm thì chúng em chẩn đoán được cái lao hạch trung thất là nhiều nhất là có 11 trường hợp trong tổng số 13 và sarcoma thì có 1 trong 3 trường hợp. Còn một trường hợp là biếu giáp thòng hoặc là biếu giáp lạc chỗ. Còn trong 19 trường hợp mà chẩn đoán viêm cục đi hiệu qua nội soi siêu âm thì chúng em có chỉ có 11 trường hợp là chẩn đoán chính xác, còn lại 8 trường hợp thì qua nội soi nồng ngược hoặc là sinh hoặc là phẫu thuật phổi thì trong 8 trường hợp này chúng em có 4 trường hợp được chẩn đoán là ung thư và 2 trường hợp là chẩn đoán là lao, còn 1 trường hợp là cái kén phế quản và 1 cái trường hợp là cái u sơ thần kinh thì không được chẩn đoán. Về độ chính xác chẩn đoán của eBird TBNA nói chung là khoảng 82,8%, đối với tổn thương lành tính thì là cao hơn là khoảng 84,6% và đối với tổn thương ác tính là khoảng 78,9% và không có trường hợp nào xảy ra biến chứng. Kết quả của chúng em cũng tương tự với kết quả của tác giả Okta, Kiro và Cộng sự năm 2015. Em xin giới thiệu một số cái trường hợp lâm sàng, ví dụ trường hợp đây là một trường hợp bệnh nhân 59 tuổi có các cái tổn thương hạch trung thất nhóm 7 và nhóm 10. Thì qua nội soi siêu âm thì chúng em thấy hạch ở nhóm 10 có kích thước là khoảng 3 cm và hỗn hợp âm thì sinh thiết và chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến. Còn đây cũng là một cái trường hợp ung thư biểu mô tuyến được chẩn đoán qua nội soi siêu âm. Cái trường hợp này có một cái tổn thương ở cạnh khí quản và phế quản gốc bên phải. Thì với cái tổn thương này ở sát trung tâm thì thường thì cái vấn đề chẩn đoán qua sinh thiết qua thành ngực tới hướng dẫn CT thì sẽ khó khăn. Thì với những trường hợp này thì nội soi siêu âm thể hiện rất là có giá trị rất hiệu quả và đảm bảo an toàn trong vấn đề chẩn đoán. Còn đây một cái trường hợp sarcoidô có tổn thương rất nhiều các cái hạch trung thất bốn phổi hai bên. Thì trường hợp này cũng được chẩn đoán qua nội soi siêu âm là sarcoidô. Cuối cùng em xin giới thiệu một cái trường hợp, đây là trường hợp là trung thất, bệnh nhân ở 31 tuổi có các cái hạch trung thất ở nhóm 7 và nhóm 4R, hạch có xu hướng hoại tử. Thì nội soi siêu âm thì cho thấy cái khối hạch thì có tình trạng giảm âm và chúng em dưới hướng dẫn nội soi siêu âm thì chúng em sinh thiết và đồng thời lấy các cái dịch dịch trong các cái bệnh phẩm trong hạch thì làm các cái xét nghiệm về vi sinh và tải phẫu bệnh thì đều khẳng định đây là một trường hợp là lao hạch trung thất. Cuối cùng em xin kết luận là nội soi phế quản siêu âm thì có giá trị cao trong chẩn đoán các cái tổn thương trung thất, đặc biệt là các cái tổn thương có kích đắc với cả các cái đường thở lớn, ví dụ khí phế quản trung tâm, và độ chính xác chẩn đoán của eBird TBNA nói chung là khoảng 82,8% và đối với tổn thương lành tính là khoảng 84,6% và đối với cái tổn thương ác tính là khoảng 78,9% và đặc biệt là cũng không có cái trường hợp nào xảy ra tai biến. Và cuối cùng em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe.